kính chào tất cả các bạn. Ở chỗ mình là các bạn vừa mới xảy ra một cơn mưa đầu mùa đó các bạn. Thì cơn mưa cũng mới vừa tạnh đó các bạn ơi. Giờ sau cơn mưa thì giờ không khí ở đây giờ rất là mát mẻ trong lành các bạn. Mình lợi dụng lúc này thì mình cũng tranh thủ ra ngoài sau vườn mình đó các bạn. Mình làm clip để mà mình chia sẻ với các bạn về một câu chuyện. Đó là chuyện của Sang đó các bạn, Sang Vlog đó các bạn. Một kênh YouTube mà cũng khá là nổi tiếng ở Việt Nam đó các bạn. Chắc các bạn nghe là chắc các bạn biết liền mà. Và mình cũng là một trong những người hâm mộ kênh của Sang Vlog đó các bạn. Thì mình mới vừa nghe được cái chuyện mà buồn mà Sang đang bị mắc phải. Thì mình nghe mình cũng rất là buồn cho Sang. Và mình cũng muốn gửi lời chia buồn đến Sang và mong cho Sang sớm vượt qua được cái lúc khó khăn này. Một câu chuyện buồn của Sang mình muốn chia sẻ đến các bạn, đó là Sang đã lỡ sát hại một loài động vật quý hiếm. Mà loài động vật này là nó nằm trong danh sách đỏ, danh sách bảo tồn động vật quý hiếm của Việt Nam đó các bạn. Thì loài động vật này nó có tên là con càng tôm đó các bạn. Mình nhìn nó thì nó giống như là một cái con kỳ nhông hay là một con tắc kè đó các bạn, nó na ná vậy đó. Và đây là con càng tôm theo như lời Sang kể nè các bạn. Theo như mình thì nếu như mình gặp ngoài đời thì mình cũng không biết đây là con càng tôm luôn, mà mình cũng không biết là nó nằm trong một danh sách đỏ, danh sách cấm của Việt Nam luôn các bạn. Thì Sang cũng là người cũng không biết luôn đó các bạn, và Sang đã lỡ vô tình sát hại nó. Thì trong video mà sinh tồn 24 giờ bên bờ hồ của Sang đó các bạn, Sang đã bắt được con càng tôm này để ăn đó các bạn. Mà trong khi mà Sang ăn đó, Sang cũng không biết là mình đã đang phạm tội vào mà sát hại động vật quý hiếm của Việt Nam đó các bạn. Thì thật là buồn cho Sang. Thì theo như lời Sang kể thì Sang sẽ bị, trước mắt là Sang sẽ bị xử phạt hành chính. Thì một con càng tôm đó thì Sang sẽ bị phạt hành chính là từ 10 đến 15 triệu đồng trên một con đó các bạn. Và Sang cũng đang lo sợ là không biết mình có bị xử phạt về hình sự không các bạn. Thì bây giờ Sang đang rất là lo và rất là buồn. Mà mình thì cũng là người hâm mộ của Sang, nhưng mà mình cũng không biết làm cách nào để mà giúp đỡ cho Sang hết. Thì mình chỉ mong sao tội của Sang chỉ bị xử phạt hành chính thôi, chứ nếu xử phạt hình sự thì thấy tội cho Sang quá. Thông qua clip này thì mình xin gửi lời chia buồn đến Sang, và mong Sang sẽ sớm vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Thì thông qua clip này mình cũng xin chia sẻ đến các bạn YouTube trong và ngoài nước. Nếu như các bạn có biết được câu chuyện buồn của Sang thì xin các bạn hãy an ủi và động viên Sang. Còn mong cho Sang vượt qua giai đoạn khó khăn để Sang sớm quay trở lại làm những clip hay, qua những cảnh đẹp để phục vụ cho mọi người. Thì trên con đường làm YouTube của Sang mình cũng đã từng theo dõi, thì mình thấy Sang cũng gặp là vô vàn khó khăn luôn đó các bạn. Là có một số bạn là không thích Sang và buông lời chỉ trích Sang, và nói Sang là người nói dốc, làm YouTube bên nói dốc, nói thế này thế kia. Nhưng mà những cái chuyện đó thì Sang cũng đã vượt qua hết đó các bạn. Còn như cái chuyện lần này á, thì mình thấy là nó hơi khá là nghiêm trọng vì nó liên quan đến pháp luật. Thì mình thấy chắc là tinh thần của Sang chắc giờ cũng đang suy sụp lắm. Chỉ vì Sang chưa nắm bắt kịp luật bảo tồn động vật hoang dã đó các bạn. Mà bây giờ thì Sang đã vô tình phạm phải cái mà luật mà sát hại động vật hoang dã. Mà loài động vật này nó nằm trong danh sách đỏ, danh sách cấm của Việt Nam đó các bạn. Thì thật là đáng tiếc cho Sang. Cầu mong cho Sang sớm lấy lại tinh thần và vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiếp tục thực hiện con đường YouTube của mình, thực hiện ước mơ của mình.